Hôm nay là 31 tháng 7. Chim cú bé hay có một đôi uyên ương, đôi phượng hoàng lửa, đôi hay còn gọi là một số vùng gọi là gẻ cùi ấy. Đấy. Rất là đẹp. Mỏ đỏ, chân đỏ. Con đuôi ngắn là con trống. Rất là mạnh, rất là tợn. Đấy. Khá là thuần. Loại này thì ăn cám nhá. Ăn cám, ăn thạch thùng, ăn đu đủ. Ăn côn trùng và ăn cám. Các bạn muốn loại này đẹp thì các bạn phải làm cái lồng thật là rộng. Rộng thì nó mới bay lượn, nó mới giữ được lông đuôi, nó mới đẹp. Cái giống này thì nó có thể bắt chước cái tiếng chằm mào, tiếng chòe than và tiếng khiếu. Đó. Mặt đỏ, chân đỏ. Đuôi rất là dài luôn. Mọi chi tiết các bạn muốn mua đôi sẻ cùi này, đôi phượng hoàng, đôi uyên ương này, các bạn liên hệ cho đồng chí Thao chim cu gái hay là 0335305982. Hôm nay là 31 tháng 7 năm 2019. Cảm ơn các bạn nhé.